Làm thế nào để thiết kế slide với hiệu ứng cho video? Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn tạo ra slide siêu đẹp, giúp bài thuyết trình của các bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất nhé! Đầu tiên, các bạn mở trang pixel.com để download video. Sau đó, mở PowerPoint và Insert, chọn Video. Mình insert video đã tải về trong máy. Bấm chuột phải vào slide, chọn Format Video. Mục Brightness, các bạn kéo chuột sang bên trái một chút để tăng độ tối cho video. Và Playback, mục Start, chọn Automatically để cho video chạy tự động. Bấm chuột vào Loop Until Stopped. Và Animation, chọn Animation Pane. Bên phải màn hình, các bạn thấy video có hai hiệu ứng. Mình bấm chuột phải vào hiệu ứng dưới, chọn Gmo. Và Home, chọn Orange. Kéo chuột xuống dưới, chọn Selection Pane để mở hộp Selection bên phải màn hình. Nhấn đút chuột vào khung bên trong, nhấn tỏ hộp phím Ctrl A trên bàn phím để bôi đen toàn bộ. Sau đó, đặt lại tên. Mình đặt là Video Background. Bấm chuột vào Video Background, nhấn Ctrl D trên bàn phím để sao chép thêm một lớp nữa. Vào Video Format, mục Align, chọn Align Center. Chọn tiếp Align Middle để hai video trùng nhau. Mình đặt lại tên cho video. Vào Insert, chọn Shape, chọn công cụ tự do. Mình sẽ cắt một phần của video lớp trên. Các bạn cắt sát mép của hình nhé. Nhớ là điểm đầu và điểm cuối phải trùng nhau để tạo một hình khối như thế này. Bấm chuột vào video, giữ Shift, chọn hình khối và Merge Shape, chọn Subtract. Nếu máy của các bạn không có công cụ Merge Shape giống của mình thì các bạn làm như sau. Vào File, chọn Option, chọn Quick Access Toolbar. Trong hộp này, các bạn chọn All Commons. Kéo thanh trượt xuống dưới, chọn Merge Shape, bấm Add. Công cụ này sẽ chuyển sang hộp bên phải. Các bạn bấm OK là xong. Bây giờ video lớp trên sau khi cắt đã trở thành ảnh, mình đặt lại tên. Giờ mình sẽ gõ dòng chữ. Tăng cỡ chữ. Chọn phông chữ. Chọn màu chữ. Bấm vào chữ S để tạo bóng đổ cho chữ. Vào phông, chọn Character Spacing. Mục By, các bạn tăng thông số để giãn chữ. Bấm giữ chuột tại lớp chữ trong cửa sổ Selection và kéo xuống. Lúc này, các bạn có thể di chuyển chữ xuống lớp dưới ảnh mà mình đã cắt. Vào Animation, chọn hiệu ứng Fly In. Và Start, chọn Width và Reverse. Tăng thông số cho mục Duration lên. Bấm chọn Animation Pane, nháy đúp chuột vào hiệu ứng. Mục Smooth End, các bạn kéo sang phải để chuyển động của chữ bay lên mượt mà hơn. Mục Element Text, chọn Banner. Bên dưới nhập 5 để chữ bay ra từng ký tự. Tiếp tục vào Add Animation, mình thêm một hiệu ứng cho chữ. Và Start, chọn Width và Reverse, tăng thông số cho mục Duration lên. Nháy đúp chuột vào hiệu ứng, vẫn chọn Banner và thông số 5. Mình đã tạo ra hai hiệu ứng xuất hiện cho chữ, giờ mình sẽ thêm hai hiệu ứng biến mất cho chữ nữa. Và Add Animation, chọn nhóm hiệu ứng biến mất. Chọn hiệu ứng Fly Out. Và Start, chọn Width và Reverse, tăng thông số cho mục Duration lên.
nhái đúc chuột vào hiệu ứng. Mục Smooth Start kéo thanh trượt về bên phải. Tiếp tục, mình vào Add Animation để thêm một hiệu ứng biến mất nữa. Và Start, chọn Width và Reverse, tăng thông số cho mục Duration lên. Mình chọn cả hai hiệu ứng biến mất. Trong mục Delay, mình tăng thông số lên để chữ khi xuất hiện không bị biến mất quá nhanh. Giờ các bạn vào trang pixel.com, tìm một ảnh nữa và tải xuống. Link ảnh mình để trong phần mô tả. Tiếp theo, vào trang zimo.bg để xóa nền, bấm chuột vào Upload Image. Chọn ảnh đã tải về. Các bạn chờ chút, sau đó bấm Download. Quay trở lại PowerPoint, các bạn vào Insert, chọn Picture. Insert ảnh vừa xóa nền vào Slide. Và Picture Format, chọn Crop, mình cắt ảnh sao cho chỉ lấy phần hình ảnh mình cần. Bấm Crop lần nữa. Bấm chọn Selection Pane. Trong hộp Selection, các bạn kéo hình ảnh này xuống lớp thứ 3, tăng kích thước của hình ảnh lên. Và Animation, chọn hiệu ứng Plugin. Và Start, chọn Width và Reverse, tăng thông số trong mục Duration lên. Các bạn xem kết quả nhé. Chúc các bạn thành công và đừng quên like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được các video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.